Trại bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2022. Bò trực tiếp lên xe giao chị khách này là ở dưới Bưng Cát, chuẩn bị lên xe. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhân Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo. Xem xét chuồng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Rồi chuẩn bị bò lên xe giao cho khách. Mày chạy ra với xe ra mấy lộ đi, vô phụ tao cái đi. Rồi bỏ đi. Rồi bắt con kem này nè. Con này hai bìa, con này với con này. Cứ dắt bộ vô vậy, dắt bộ 100 mét không? Trời ơi, 100 mét dắt luôn vô mày. Tưởng đâu xa thì 100 mét là phải ấy đi gì không nổi, có 100 mét đây trời đây vô đọt dừa gì. Ê, nè mày quay, mày cầm máy quay tao tao dắt nha. Ừ. Đừng bấm trong cái nút nè. Kêu con chó bò hay gì vậy? Kêu con chó bò hay gì? Một mẹ chủ thú này gom nó trái xong nội. Đạp đâu bỏ rồi. Lên. Cái này hết cái. Đi, lên con nó lên. Đi. 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 Rồi.